Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, mình mới mua được cái bình đây. Đây là ngoài cái hộp của nó. Đấy, đây là mình hôm nay mình mới mua được cái bình Cutani, nhưng nó lại rất là đặc biệt mọi người ạ. Ở bên ngoài nó vẫn còn nguyên hộp, có những cái chữ này nó đã dán cái băng dính này vào là để cho nó không bạc cái màu của cái chữ này đi mọi người ạ. Đấy, mình mới mua được, hôm nay mình về mình quay luôn cho mọi người xem. Đây, mình để cái hộp vào đây. Đấy, khỏe với mọi người, đây vẫn còn hộp nguyên luôn, nguyên tem luôn, vẫn còn hộp mọi người nhé. Mọi người, phải nói là một bình siêu phẩm luôn mọi người ạ. Đây, mọi người, đây là một em bình Cutani nhé mọi người nhé. Một em bình Cutani chuyện kiếp có đầy đủ luôn mọi người ạ. Đây, họa tiết của nó toàn bộ là đắp nổi lên mọi người nhé. Mọi người ơi, mình lần đầu tiên mình gặp được cái bình này mà nhìn nó rất sáng trong và đẹp, nên là mình không biết là cái dòng gốm này là dòng gốm gì cả mọi người ạ. Nếu mà tí nữa mình sẽ thả cái đèn pin vào đây, mình tắt điện xem mà xem nó phát sáng hay không mọi người nhé. Mọi người xem mà có ai biết cái gốm này là dòng gì ấy thì mọi người tư vấn giúp mình nhé. Thực ra là mình thấy nó rất là đẹp, phải nói họa tiết nó rất là đẹp mọi người, nhưng mà vì mình không biết nó là dòng gì thế nào, mình muốn hỏi ý kiến mọi người xem đây là dòng gì đây mọi người. Đây mọi người, toàn bộ nó đắp nổi hết lên luôn. Đây, miệng ở đây mọi người, miệng trên vẽ vàng luôn nhé mọi người nhé. Đây là vàng vàng 24K, vàng thật luôn mọi người nhé. Mình ở tờ giấy à, đây nó có cái tờ giấy này, mình đã kiểm tra rồi. Đây, nó có một cái tờ giấy về xuất xứ của cái bình này đây. Nó ghi toàn bộ là xuất xứ cái bình này như nào, là cái viền vàng này là vẽ vàng 24K, vàng thật luôn mọi người nhé. Đây, vàng này là vàng thật luôn. Đấy, em quay cho mọi người xem. Đấy, vàng thật luôn. Cả dưới này nữa, vàng 24K luôn. Đấy, một cái bình này mình cảm thấy rất là đẹp luôn mọi người. Đây là nó có cả một cái tờ giấy, toàn bộ là hộp vẫn còn. Bây giờ mình bỏ cái tờ giấy này ra. Mọi người, mình nghĩ là cái bình này nó sẽ có gì nó rất là đặc biệt mọi người nhé. Mình đọc ở cái tờ giấy kia thì thực ra là mình nhờ người đọc, người ta giải thích thì mình cũng không hiểu được hết mọi người ạ. Nhưng mà người ta bảo mình là về mày tắt điện đi, xong mày cho cái đèn pin vào, mày sẽ biết cái bình này nó đẹp như nào. Thì thực ra là mình chưa làm. Thế là hôm nay mình đi làm về là quần áo đây mình vẫn chưa thay đi mọi người. Mình mang về luôn. Mình quay luôn cho mọi người xem. Đấy. Đầu tiên là mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem đã. Chi tiết rất là đẹp luôn mọi người. Mà thôi, mình đo kích thước đã. Kích thước của cái bình này là cao là 28 mọi người nhé. Chiều cao 28, miệng của nó là 12,5. 12,6 mọi người. Đây, chiều bụng của nó vào khoảng 28 mọi người nhé. Bụng nó 28. Cái vòng bụng của nó xem bao nhiêu. Vòng bụng nó có 84. Vòng bụng 84 mọi người. Cái bình này rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ không để mọi người đợi lâu đâu mọi người. Mình cũng háo hức, mình cũng cùng chia sẻ cho mọi người. Bây giờ mình sẽ tắt điện đi, mình lấy cái đèn flash của điện thoại, mình thả vào trong này xem nó như nào mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ tắt điện đi, xong mình thả vào xem nó như nào. Mình cảm thấy là nó rất là ưng ý rồi đấy mọi người ạ. Đấy, mọi người chuẩn bị xem một siêu phẩm nhá. Người Nhật bảo mình là cái bình này rất là đẹp luôn mọi người ạ. Nó bảo là về này cứ thả cái đèn pin vào, mình sẽ biết. Đấy, mọi người nhìn qua đấy, thấy được chưa? Bây giờ mình tắt điện mọi người nhá. Wow, bình phê không mọi người? Quá là phê luôn mọi người ạ. Giật mình luôn, sao nó lại trong này nhỉ mọi người? Sao bình này nó lại như này à vợ? Không biết nữa, chắc là nó làm bằng cái gì đó. Sao nó làm bằng cái gì mà sao nó này nhỉ? Thế ông Nhật ông bảo mày về cứ thử làm mà xem. Anh thử lấy cái bình khác, anh cho đèn pin vào nó có phát sáng như thế này không? Thử cho cái, mọi người ơi, mình thử cho cái bình khác xem như nào nhé mọi người nhé. Đây có một cái bình nữa. Đây một cái bình này, bình Cutani hoa một đơn. Bình này nó không phát sáng đâu mọi người ạ. Hai cái bình nhá. Một cái bình này là bình Cutani nhá mọi người nhá. Đây.
Phải nói là một siêu phẩm luôn mọi người ơi. Đẹp quá mọi người. Mình thì mình không biết là cái loại loại này là loại gì luôn mọi người. Mọi người xem video mình mà ai mà biết cái bình này loại là loại gì ấy, mọi người comment ở dưới phần bình luận bảo mình với nhé mọi người nhé. Chắc là tí nữa mình kết thúc video này là mình lại phải lên Google thôi, nhờ anh Google đấy đọc thôi mọi người. Đẹp quá mọi người. À, thôi mọi người, mình xin phép mình năm mình kết thúc video đây đây mọi người ạ. Còn cho mọi người chiêm chiêm ngưỡng một tí nữa, cho mọi người cùng xem một tí. Mình thả thả cả cái điện thoại nó vào đây. À, nhưng mà này nó khó, mình nhấc lên này. À, mình sẽ quay chi tiết xung quanh cho mọi người xem này, tối này có khi nhìn rõ hơn này. Thoải mái, nhìn rõ Nhìn lắm. rõ à? Ừ, nhìn rõ lắm. Quay một vòng cho mọi người cùng xem nhé. Đẹp nhỉ? Đẹp thật. Không biết cái bình này là bình gì mà mấy ông Nhật ông bảo mày về mày thử mà xem đẹp lắm. Bình này chắc hiếm lắm đấy. Phong cảnh vẽ đẹp thế. Phong cảnh toàn bộ vẽ đắp nổi mọi người nhá, không phải là đắp chìm đâu nha mọi người. Đẹp nhỉ? Vẽ từ thời ngày xưa á. Bình này khả năng sao chứ ma mất rồi. Nó đắp nổi y như kiểu sao chứ ma. Đấy. Kutani, Cứ tan đi. Kutani. Nó ghi là ở ngoài kia là nó ghi là ở hộp nó ghi tan đi, ở dưới ít là nó cái chuyện chuyện đỏ thì là chuyện của sao chứ ma. Đấy. Đấy, đây mọi người bật điện thì nó lại như này. Thôi mình sẽ tắt cái đèn pin đi đã. Đấy, mình quay lại cho mọi người một lượt nữa xem ở bên ngoài này. Đấy. Thôi mọi người ơi, cho mình xin phép mình kết thúc video ở đây mọi người. Mọi người một lần nữa cho mình gửi lời cảm ơn mọi người đã luôn xem video của mình nhé mọi người nhé. Và rất mong là được mọi người góp ý và chỉ cho mình cái bình này là loại dòng gốm gì mọi người nhé. Mọi người cứ vào bình luận ở bên dưới giúp mình nhé mọi người nhé. Thôi, mình xin chào tất cả mọi người nhé. À, mọi người mà ai mà muốn mua bình gốm sứ của Nhật ấy thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé. Mình có bình gốm các loại luôn mọi người. Nên là mọi người ai mà mua cái loại nào thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo của mình là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người cứ vào đấy kết bạn với mình nhé mọi người nhé. Thông tin liên hệ với mình sẽ dán ở phần mô tả video mọi người nhé. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người.